trông xinh thế, đẹp thế. Làm tí xe ôm không cô, lên ngôi xe làm phòng hộ. Anh sẽ không lấy tiền mà đủ ý thì ta đi luôn. Anh đây chưa vợ con gì, bao năm nay chạy xe ôm. Nhưng hôm nay mới gặp được một cô gái xinh nhất là em đây. Làm tí xe ôm không cô, lên ngôi xe làm phòng hộ. Anh sẽ không lấy tiền mà đủ ý thì ta đi luôn. Anh đây chưa vợ con gì, bao năm nay chạy xe ôm. Nhưng hôm nay mới gặp được một cô gái xinh nhất là em đây. Mua, tham một điếu vừa tao. Thằng đi à? Ô tiên sư mẹ à, thằng này là thằng mặt lờ xe ôm mà trêu vợ được cơm ở nhà mày, mày thích chết à? Làm gì mà sồn sồn như là chó sắp cắn người.